Đội tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng 3-2 trước quân xanh chất lượng là câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tiến hành nhiều thử nghiệm nhằm tìm ra những nhân sự tốt nhất cho đội tuyển. Chính bởi vậy, việc đánh bại nhà đương kim vô địch V-League có thể giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc tạm hài lòng. Thì mọi người đã biết là hôm qua đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thi đấu với đội Thép Xanh Nam Định. Thì mình nghĩ là đội hôm qua đã chơi rất là tốt. Các cầu thủ mới cũng đã hiểu dần hơn chiến thuật và cũng một người đang có những tinh thần rất là vui vẻ để hướng đi trận đấu gặp Ấn Độ. Dù chiến thắng nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn để đối phương chọc thủng lưới tới 2 lần. Kể từ khi huấn luyện viên Kim Sang-sik lên nắm quyền, đội tuyển vẫn chưa có bất kỳ trận đấu nào giữ sạch lưới. Tuy nhiên do chỉ là trận đấu mang tính thử nghiệm nên vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa đặt quá nặng vấn đề chuyên môn. Ở buổi họp sau trận đấu, toàn đội cũng đã rút kinh nghiệm để khắc phục những sai lầm. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh ông muốn các học trò hết sức thoải mái khi ra sân để có thể phát huy hết các điểm mạnh của bản thân. Tất nhiên thì việc sau mỗi trận đấu thì việc rút kinh nghiệm sau trận đấu là điều rất quan trọng và toàn đội sẽ cố gắng để thay đổi và hoàn thiện mình tốt hơn. Kim Sang-sik không có quá nhiều nhắc nhở về chuyên môn thì huấn luyện viên cố gắng đang để cho mọi người cảm thấy thoải mái nhất để thi đấu, để bộc lộ những gì tốt nhất. Tại vì thời gian của các cầu thủ mới thì cũng thôi mấy ngày thôi, họ cũng cần thời gian mà các cầu thủ cũ, những các cầu thủ mới, những cầu thủ có kinh nghiệm và những cầu thủ ít kinh nghiệm đã và đang chia sẻ cùng nhau nhiều hơn để giúp cho đội tuyển một ngày tốt hơn. Ở buổi tập chiều mùng 10 tháng 10, đội tuyển Việt Nam chỉ có một trường hợp duy nhất không thể tập luyện, đó là tiền vệ Châu Ngọc Quang. Cầu thủ này có dấu hiệu bị quá tải nên được huấn luyện viên Kim Sang-sik cho nghỉ ngơi nhằm tránh chấn thương. Bầu không khí tập luyện của đội tuyển Việt Nam vẫn hết sức vui vẻ và thoải mái. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận giao hữu gặp đội tuyển Ấn Độ tới đây. Tới sáng 11 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ di chuyển xuống Nam Định. Vào buổi chiều cùng ngày, đội sẽ có buổi tập làm quen sân vận động Thiên Trường trước khi đụng độ đội tuyển Ấn Độ vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 10. Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.